Khi tình hình COVID-19 đã được kiểm soát, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai kế hoạch đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch, đảm bảo an toàn, thích ứng với trạng thái bình thường mới. Cụ thể, những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 vừa qua, lượng khách du lịch tăng đáng kể, đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng. Năm 2022, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng các phương án cũng như quy trình hướng dẫn của ngành y tế, hướng đến du lịch an toàn, bền vững với nhóm mục tiêu chính như xây dựng chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, đẩy mạnh liên kết vùng, kết cầu du lịch nội địa, ứng dụng chuyển đổi số, tiến đến du lịch thông minh. Tất cả dịch vụ mà cơ bản nhất phục vụ cho nhu cầu đa dạng du khách đến Đà Nẵng đã được mở và triển khai thực hiện phục vụ du khách một cách hết sức chính quy chuyên nghiệp. Lượng khách đặt qua hệ thống dịch vụ cũng đã tăng và bắt kịp với lại cái đà tăng trưởng chung của cả nước và khu vực. Cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra nhận định dịch COVID-19 sẽ không biến mất hoàn toàn, có thể sớm trở thành bệnh lưu hành. WHO đồng thời ban hành kế hoạch đáp ứng và phòng chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19 trong năm 2022. Bởi trước làn sóng mở cửa toàn cầu, nếu Việt Nam vẫn thắt chặt các điều kiện đối với du lịch, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội vàng trong quá trình thúc đẩy phục hồi ngành du lịch và kinh tế nói chung. Mở đầu với nhiều tín hiệu khả quan về lượng khách du lịch, kỳ vọng đang tăng dần, năm 2022 là một năm đầy khởi sắc sẽ giúp Đà Nẵng lấy lại đà tăng trưởng để phục hồi ngành du lịch.